bây giờ là 10 giờ đêm. Phương đang có mặt tại đây với rất là nhiều đồ chơi để chuẩn bị mặc đồ cho những con người thiếu đồ đạc này. 25 bộ đồ hoành tráng nhất có thể để kỷ niệm cho 25 năm ca hát của Đàm Vĩnh Hưng. Hưng đã cùng với ekip soạn ra giữa mấy trăm bộ đồ để lựa 25 bộ coi được nhất. Đây là một trong cặp cánh mà Hưng đã diễn trong cái Đàm Vĩnh Show. Thì 25 bộ trang phục diễn trong 25 năm qua nó ấn tượng thế nào, mọi người đón xem nha. Đóng màn để Amiibo. Đóng nhà đóng màn để che lại. Che gì ba? Che sân khấu này lại nè, nhìn cho nó hoành tráng. Xong rồi đó, giờ ra mặt thôi. Sáu bảy con nữa. Đúng rồi, chưa? Tháo tay ra, bỏ nó ra đi em. Ba đang mặc đồ cho mannequin. Thì ba phải trình diễn bộ 25 bộ mà. Ba là khăn giấy của em à? Ok. Muốn ngồi dậy ghê luôn. Mọi thứ đang hoàn thiện gần như 100%. Bây giờ Hưng sẽ dắt mọi người đi xem kỷ niệm 25 năm của Hưng với 25 bộ đồ ấn tượng. Đây là bộ đồ Dolce & Gabbana Hưng đã mua tại bên Anh và Hưng diễn trong The Show. Đây là bộ đồ Versace. Mỗi một món là mua một nơi nha. Cái áo này là mua ở Mỹ nè, áo sơ mi này mua ở Việt Nam, còn cái khăn này là mua tại Pháp. Ba bộ này, ba thứ này vô chung với nhau. Còn đây là bộ đồ Hưng diễn trong Diamond Show. Đó. Bộ đồ Hưng đã đeo cặp cánh rất là hoành tráng của liên khúc Tình Nhạc Phai. Còn đây tiếp tục là bộ đồ lúc mà Hưng chạy theo cua Hương Giang nhé. Trong Hello mọi người nhớ không? Trong Hello đây, chạy theo cua Hương Giang là bộ đồ này trong thang máy. Và đây là chiếc khăn gây tranh cãi nhiều nhất của những năm đầu tiên. Khi Hưng mới bắt đầu nổi tiếng, Hưng có những cái gu thời trang nó điên khùng và nó không giống ai hết. Hưng được chiếc khăn này là do mẹ nuôi của Hưng tặng. Đây là chiếc khăn dệt bằng sợi lông cừu, lông của con sơn dương ở đỉnh núi Bolivia. Một cái nơi rất là cao, khi mình muốn lên trên đó đó, mình phải uống một cái loại trà đặc biệt rồi người ta mới đưa mình lên. Không thôi lên tới nơi là sẽ ho ra máu liền lập tức luôn, hoặc là mũi chảy máu, áp suất rất cao, rất khó khăn để tìm mua được cái khăn này. Và Hưng nói khi tới nhà mẹ Hưng trên Đà Lạt chơi, Hưng nhìn quanh của mẹ, Hưng nói con thích cái gì, Hưng nhìn quanh nhìn quẩn thì đúng thích cái khăn này thôi. Thế là năm đó là Sống Xanh, Hưng đã lên lãnh giải mặc cái như thế này đây, như thế này, và được báo chí gọi là ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng trùm mền để lãnh giải. Hưng tranh cãi dữ lắm, Hưng gọi họ nhắn tin cho nhà báo đó luôn, trùm mền là cái gì. Họ đỡ hung dữ lắm. Và sau này nhà báo đó rất thân với Hưng luôn. Còn đây là bộ đồ mở màn trong Diamond Show của Hưng. Tất cả mọi thứ là lung linh lấp lánh. Một cái show toàn là hộp lấp lánh lông lá búa Sulamua. Còn đây là live show số phận mở màn. Đây là chiếc áo choàng thần thánh huyền thoại. Chiếc áo này được thiết kế bởi nhà thiết kế lừng danh Công Trí đã làm cho Hưng. Đây. Và đây là chiếc áo chiến binh mà Hưng thích nhất, do nhà thiết kế Đỗ Long đã kết ngày kết đêm, kết trưa kết sáng kết chiều để ra được cái áo mà Hưng hài lòng vô cùng luôn. Nó hai ba lớp nhìn mọi người nha, khó lắm luôn á, đã xịn không 100% Swarovski. Bộ đồ Ngọc Hoàng đẹp nhất từ xưa đến giờ, đó là theo lời của báo chí và khán giả khen tặng nha. Còn đây là bộ đồ chưa bao giờ mặc, đã mua trên Hollywood, trên chỗ mà khu đồ xịn sò đồ biểu diễn dành cho các nghệ sĩ của Las Vegas của Hollywood đó. Đó, bộ cánh này đã quá, Hưng mua luôn, chưa mặc bao giờ.
thử cho mọi người nghe coi thử trước. Và đây là chiếc áo dài của nhà thiết kế Đinh Văn Thơ, áo dài ABC thêu cho mọi người nha, thêu 100% nha, chứ không phải là vẽ và lơ mơ đâu, thêu chỉ vàng đó, đính hột nè, đá may theo ý của Hưng, gắn con này nè, con rồng râu rồng nè đó. Và cái áo này có một trong một lần dịch đó, Hưng bán đấu giá thì nhà thiết kế Đinh Văn Thơ nói là em bán đi, anh sẽ làm một cái khác hoàn toàn cho số đo, theo số đo của vị khách đó. Hưng bán được 500 triệu cho chiếc áo này để cứu để giúp cho những chiến sĩ tuyến nơi tuyến đầu đó. Và Hưng giữ lại phiên bản số đo của Hưng. Và là chiếc áo cũng gây tranh cãi rất nhiều, vì là Hưng mặc áo lưới, áo đồ đó lủng da lủng thịt ngày xưa nè đó. Hưng qua tận Úc ở trên đường Oxford ở Sydney để mua những cái đồ mà gần như là không ai dám mặc. Và đây là bộ đồ Hưng đã diễn của chương trình thời trang X-Men. Bước ra trong vòng có 2 phút rưỡi thôi mà đầu tư nguyên cái bộ này. Bộ này cũng mua từ Hollywood. Đó là 25 năm, 25 bộ đồ của Hưng. Hưng lựa dữ lắm luôn á, chứ thật ra còn 250 bộ cũng đủ. Là bên đồ tiêu biểu để mặc giới thiệu mọi người. Có một năm một cái sự biến đổi liên tục về thời trang, về cái gu, về cái thẩm mỹ, về cái nhìn nhận của mình. Thì đó, một thời tuổi trẻ ngông cuồng và những cái sự lựa chọn về thẩm mỹ theo ý mình nó đã được có mặt tại đây.